mà thì đi có hứa với chân thành là sẽ không làm nữa không? Để giờ ngủ đi ngủ được đâu? Nhá, thế thì thấy cái gì nó không có lợi cho mình, không có lợi cho người khác mà mình không làm, có đấy chưa? Để ngày mai thầy gặp lại con thầy nở nụ cười chứ đừng có thầy nghiêm khắc này, thấy chưa? Còn quăng gối để mời thằng anh ngủ nha, ngủ nha. Con nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Để ngày mai thầy gặp lại con thầy nở nụ cười chứ đừng có thầy nghiêm khắc này, thấy chưa? Rồi, cho con vào vị trí đấy nha.